Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348 30 843 nè. Rồi theo dõi kênh của em nhớ bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy cái video mới. Rồi ở đây em có mấy món đồ sau đây ha. Hôm nay là cái video mã số là 166 nha mọi người. Rồi đây là cái cây bấm ghim của Japan, của mát sản xuất nha mọi người. Thân nó bằng sắt ha, nó sơn màu xanh lá cây. Đây lấy ghim ra vậy ha. Đó ghim đó nè mọi người. Rồi cái ghim này là 10 ly nè, ghim thông dụng mình ở Việt Nam mình xài rất là nhiều luôn. Ra mua ở nhà sách cũng có ha. Cái ghim bấm á. Rồi gắn vô. Gà lên ha. Rồi đem bấm thử vô cái gì ha. Cái này bấm mình bóp không nó vẫn bay kim lên nha. Đó nó bay kim lên nè. Nên cẩn thận nha mọi người, đừng bấm vô tay mình. Rồi. Nó không có khóa lại như là mấy cái máy hơi hay là máy điện này kia ha. Đó. Cái này phù hợp mình bấm mấy cái vật liệu nó cũng như là mỏng với lại nó không có quá cứng nha mọi người. Tại vì nó bấm bằng tay mà. Giống như là yên xe máy nè, bọc da rồi đó. Bấm rất là ok luôn á. Hoặc là ốp mấy giấy bạc này kia đó. Mình xài tới ha. Rồi mã là số 1. 166.1 nha. Giá bán 250.000. Đây kích thước nó 15 cm rồi. Nhỏ gọn nha. Rồi số 2. Đem về cái hộp đựng mũi khoan nha. Hộp đựng này nó đây. Nó đựng tới mũi 10 ly nha mọi người. Hộp đựng là từ 1 đến 1.5, nó số liên tiếp nhau ha, lên đến 10 ml, 9.5, 9, 8.5, 8 đó. Ở đây là đựng mũi taro luôn nè, nó để là mũi taro bỏ đây ha. Đó, M2, M3, M8, M10, M12. M3 là 2.5 mọi người. Mũi taro ha. Hộp còn rất là đẹp. Đây. Hộp này của Đức sản xuất nha. Nè, của thương hiệu này của Đức. Rồi hộp đựng mũi khoan có mã là số 2, giá bán 250.000. Kích thước là 15 nhân 11 nhân cho 3.5 ha. Rồi tiếp theo là em về cây hước cây gốc 90 độ của Singwa. Hước gốc xin qua. Hước này còn rất là đẹp nha mọi người. Mà tại vì cái bao nó hơi bị rách rồi nè. Bao bị rách ha.
bên trong thì còn rất là đẹp, nó chưa xài nha, hướng này chưa xài, đây chưa sử dụng mà. Chữ nó còn nguyên này. Đây 500 ml ha, chiều dài này 500 ml, xin qua nè, thương hiệu con chim cánh cụt. Chiều dài cái thanh dưới này là 250 ml đó, hai mặt nha, một mặt chữ đen, một mặt chữ có màu đỏ. Đây, Made in Japan sản xuất luôn. Đặc biệt cái này hước này loại dày nha mọi người nè. Dày 2 ly nha. Hước dày 2 ly nha mọi người, chứ không phải mấy hước cỡ mỏng nha. Em lấy về là hàng loại dày. Dày 2 ml á. Rồi cái hước có mã là số 3 nha, giá 400 ngàn. Rồi số 4 nè, số 4 là cây Kumba. Kumba là thương hiệu của Ken, Ken của Nhật mọi người. Đó. Cái này Kumba lấy dấu nha, là hai cái đầu nó đều là cái mũi nhọn, cái kim. Nới ra mình kéo kim ra ha. Đó. Mũi kim rất là nhọn nha, nè. Đây. Hai đầu mũi thép, mũi kim bằng thép nhọn. Đó, mình mở một bên là nó cũng xoay theo bên kia ha. Tại vì con ba nó thiết kế cái bánh răng trong này nè. Nó đều hai bên vậy. Rồi kích thước nè. Mở thẳng ra luôn nè mọi người. Mở tối đa luôn nha. Đó, 180 độ luôn. Rồi con 3 có mã là số 4 nha, 150 ngàn. Rồi số 5 là cây kềm cắt cắt ton của Mitsubishi. Đây. Cắt ton Mitsubishi nha. Đây lưỡi nè mọi người. Xài ok lắm nha. Loại này xài ok. Em có miếng ton khá là dày. Em đo coi bao nhiêu ha. Rồi 0.5. Cái này cỡ 0.5 á. 0.45 nè. Ton á. Đó. Đó. Bén lắm nha mọi người nè. Các con cứng vẫn ngọt luôn. Đó. Đây. Đó, ngọt ngào, vết cắt.
cao su còn nguyên. Rồi kéo carton có mã là số 5 nha, giá 350.000. Sáu là cái bấm, tiếp theo là cái bấm số mọi người. Bấm này bấm số, điểm số. Điểm số mọi người. Rồi. Để trả nó về không nha, đây không hết rồi. Đây nó đếm được lên tới số, đây là 1.000 ha, 1.000 người, 1.000 số. Đây ví dụ như mấy cái tiếp viên trên hàng không, máy bay mọi người thường có cái này nè, để bấm đếm trên số ghế, đếm số người ngồi trên ghế đó. Mọi người đi máy bay sẽ thấy ha, họ thường dùng cái này họ đếm nè, 1 2 3 4 5 6 đó. Đó đếm lên tới 1.000 ha, rồi mình trả lại, trả về không hết để đếm ban đầu. Đây của thương hiệu của Nhật nha, nhỏ gọn nha mọi người. Rồi cái điểm số của mã là số 6 nha, 200.000. Rồi số 7 là cái cân, cái cân điện tử, cân trọng lượng nhỏ nha, 1.000 gram nè, cân trong nhà bếp này kia, họ thường cân gia vị, cân đồ để nấu ăn mọi người thường xài này ha. Ở cái này mắc cái nắp pin luôn rồi nè, đây là cái nắp pin đây nè, nên mình bỏ pin vô mình dán lại thôi, lấy miếng keo dán lại ha, rồi xài, xài thì bình thường, ok. Nó chỉ khuyết điểm là mắc cái nắp pin này nè, mọi người vô pin cho nó chặt vô ha, cho nó ăn pin đi, rồi dán cái miếng băng keo này lại là nó ok. On. Rồi em sẽ cân thử cái này ha. Đó. 380 g. Rồi, cái này. Đó, 207 g ha. Này nhỏ hơn thử coi, cái cơm ba. Rồi có 6 mấy g. 63 g ha. Ở cục pin mọi người, cục pin Sony, cần thử coi. Rồi rất là nhẹ luôn, 25 g luôn nè. Em tìm cái vật nhẹ hơn để cần ha, cái USB. Rồi có mấy gram luôn, 5 g mọi người. Nó cần rất là chính xác nha. Rồi nhẹ hơn nữa, không biết có không nè. Rồi cái này thử coi. Đó có 3 g mọi người. 3 g nó vẫn nhảy luôn ha. Rồi nó từ 1 g đến 1.000 g á. Rất là nhỏ luôn. Rồi ok. Rồi cái cân có mã là số 7 nha. 350.000. Kích thước nè. Nhỏ gọn. Rồi tiếp theo là cái cờ lê lực của thằng Canon. Canon của Japan nè, cờ lê lực Canon Nhật. Đây nó vặn nhanh nha mọi người, kiểu này là vặn nhanh nè. Cái này số 24 nha, lực nó là 250 kg. Cờ lực này chuyên dụng để xài mấy cái vặn, mấy con ốc mà mình cần
cái độ lực nó vừa phải á, đúng lực á, để không có bị hư cái đồ mình á ha. Rồi mình xài cái này số 24 nha, vặn đường ống 24, vặn nhanh mọi người. Đây nó hở miệng như vậy là vặn nhanh nè, dù vậy cái mình lướt lên gạt xuống, lướt lên gạt xuống, gạt xuống ha, giống như tự động vậy đó. Đặc biệt cái này là mình vô ngay chỗ mấy cái miệng hở này nè, nó lợi hơn là cái miệng tròn nha. Mình vô được ngay chỗ, ví dụ như nguyên cái ống vậy nè, nó có con ống này mình bỏ nó vô luôn. Còn miệng tròn thì mình đút được từ đầu thôi. Còn mấy cái chỗ hai đầu bị khóa rồi, mình muốn vô giữa, ngang giữa này phải dùng cái này ha. Hoặc là cờ lê miệng hở. Và cái này miệng nó hở dày thôi nên là nó như cái tròn vậy đó, nhưng mà vẫn hở miệng nên nó hay. Đây kích thước rồi. Đó, cái chốt này khóa lại để xài nè. Vặn theo chiều này nè, nó để mũi tên mọi người. Vặn xuống đúng lực nó 250 kg nó sẽ nhảy. Nhảy nó kêu cái tách ha. Nó thử rồi nha mọi người, thử rồi nó còn lực nhảy ok. Rồi mã là số 8 nha, 300.000. Rồi về được một cái cây kéo cắt cành của hép đúc nè, của Nhật. Cán đúc. Cây này nó bị đứt dây này rồi. À, dây nó quay nè. À. Mọi người bấm lại xài ha. Hoặc là làm cộng dây khác á, bấm vô đây. Cộng dây mới. Rồi bên em không có mài nha mọi người. Nè, nó còn nguyên ha, mới nó về sau bển nó đang xài ha. Nó về sau em để vậy, còn nguyên nè. Cho nên là mọi người mài rồi xài lại. Đó. Để em quay chi tiết vô cái lưỡi nha mọi người. Này tán bằng đồng. Kích thước 20 nha. Nè độ gơ nó rất là ít nha, cho nên cái kéo này là nó còn chuẩn, còn ok. Cái kéo quan trọng là độ rơ nè, còn cái độ mẻ hay cái gì trên đây thì mình có thể xử lý được, nhưng mà cái độ rơ là nó quan trọng nhất. Nó rơ nhiều là mình không có, cái kéo không có còn tốt nữa ha. Rồi mã là số 9 nha, 300.000. Rồi tiếp theo là mình về một cái tay quay Taro. Tay quay này của Nhật nha mọi người. Nè cái thương hiệu này của Nhật, SK nha. Đó là của SK. Người SK nha. Cây này có thể chuyển để nhiều vị trí nha, để mình vặn cho nó tiện lợi nè. Nó có nhiều cái nấc. Rồi quay là tự động, đây điều chỉnh đây nè. Ra vô đây nè. Ra nè. Ở giữa là khóa. Đây nó kẹp được mũi M3 đến M10 nha mọi người. Theo như thông số nó là vậy, M3, M10 đó. Là mình xài cho cái cần này được. Nè kẹp hình lỗ đầu taro á, hình vuông á. Còn rất đẹp luôn nha, không bị gì hết. Đầu kẹp rất là đẹp, đầu kẹp này nó rất là cứng luôn nha. Đúng hàng Nhật, rất là cứng. Nên mình xài rất là bền. Rồi, đầu taro, tay quay taro này có mã số 10 nha, 300.000. Rồi, 11 là đôi giày Adidas nha. Đây, đôi giày Adidas. Chính hãng, hàng thị trường Nhật.
Số nó là 38 nha. Chính hãng Adidas, gia công tại Việt Nam nha. Size 38. Hàng thị trường Nhật. Đó, đôi này sử dụng rồi nha mọi người nè. Nhưng ngoại hình bên ngoài thì còn khá là ok, đẹp. À, ngoại hình nè. Mấy chỗ này bằng da mà nó còn nguyên mọi người, nó không có bị bong gì hết nha. Nè, cái logo bên trong cũng còn rất là đẹp luôn nè. Đó. Đây đường chỉ mai nè, không bị lỗi gì hết. Size 38 nha. Đây cái đế nó là, đây chiều dài cái đế nó là mọi người 26.5 nha. Đó. Đây ngang nè. Đây là em đo cái đế nha. Chứ bên trong thì nó khác. Mọi người. Rồi nó dài có mã là 11 nha. 400.000. Rồi 12 nè. Em về lại cái vòi em về thêm cái vòi gọi là vòi lọc nước ha. Vòi nước lọc kiềm. Đây mới nguyên hộp nha. Chưa sử dụng. Đây vòi lọc sắt ha. Lọc kim loại sắt. Lọc kim loại nặng đó. Đây bộ nó gồm có như vậy nha mọi người. Nè, đầu nè. Với lại một cái đây cái đầu nối nữa. Đầu chuyển lên cho mình gắn vô vòi nhà mình ha. Cái vòi nó kéo dài ra được nha. Nè, nó kéo dài ra như vậy. Đó. Full bằng inox hết. Với một cái cờ lê để vặn. Đây cái này thì nó gắn vô để lọc mấy cái kim loại đồ có trong nước không mọi người nè. Lọc từ tính đó, nó có từ tính trong cái bầu này nè, cái bầu lọc nè. Nên nó lọc từ tính. Nè nó dùng để gắn vô cái vòi ở nhà bếp mình nha. Vòi gắn bồn nước đó. Chứ không phải là vòi gắn vô vòi nước uống nha mọi người. Nước sử dụng thôi, sinh hoạt thôi. Đó. Đây nó gắn nè. Có thể xài qua nước nóng, nước lạnh luôn nè, hai vòi nè. Hai nước nè. Mình chuyển ra nó ha. Rồi. Hàng này đúng Nhật chính hãng, chưa sử dụng nha mọi người. Cái này hàng này bên Nhật nó bán rất là cao luôn nha. Tầm 6 triệu rồi đó. Nhưng mà mình mua ở bển á. Nè, mới nguyên hộp luôn. Rồi giá là 1 triệu mốt nha mọi người. Bán 1 triệu mốt. Mã là 12. Vòi nước. Vòi lọc nước. Rồi cuối cùng là cái tay khò. Nè, tay khò, tay hàng gì đó. À, tay này là hút chì luôn mọi người. Cái này có thể hàn và hút chì. Đây hút chì nè, cái bầu này để hút chì nè mọi người.
Nhưng mà cái tay này á, nó phải dùng vô cái chạm nha. Đây là cái nguồn ra nó nè. Đây mọi người có cái chạm của thằng này, Haco. À xin lỗi, là Hojan. Này Hojan. Chạm của Hojan của Japan, Hojan. Thì mọi người xài mới được nha. Đây. Nó là một đường dây điện và một đường ống hút. Ống hút nè, nó gắn vô máy hút nha. Ống bằng hơi nè. Đó, trên chạm nó sẽ có một cái bơm hơi nhỏ nhỏ để nó chì vô đầu này và nó hút chì vô đây. Còn đường dây điện này thì nó lên nó nung nóng cái đầu khò nè, đầu hàng này nè. Đó. Còn mọi người không có chạm thì muốn chế cháo gì cũng được ha, tùy ý. Còn này có chạm thì mình nó xài được nha mọi người. Đây em không có chạm là cũng chưa có thử luôn ha. Rồi bán cho mọi người biết xài chế ha. Mã là 13, giá 250.000. Rồi em kết thúc video này rồi. Cảm ơn mọi người.